rượu ba kích là một loại đồ uống bổ dưỡng, thơm ngon, đặc biệt rất tốt cho sức khỏe của các quý ông. Rất nhiều người tìm mua rượu ba kích mà không biết giá ba kích thế nào. Giá rượu ba kích là bao nhiêu? Liệu giá rượu ba kích rẻ quá, đắt quá thì rượu có chất lượng không? Vì vậy trong bài viết dưới đây, Tra Cứu Dược Liệu sẽ giới thiệu cho các bạn những thông tin về rượu ba kích, cũng như giá ba kích tím và rượu ba kích tím khi chọn mua cần lưu ý những gì nhé. Ba kích tím tự nhiên chất lượng một lục tác dụng của ba kích thành phần hóa học có trong ba kích theo nghiên cứu. Trong ba kích có các hợp chất anthranoic, tetraethylquinone, 1-hydroxin-2, 3-dimethyl-anthraquinone. Các hợp chất iridoid, aspergillosis, morphikilosis. Ngoài ra, ba kích còn có rất nhiều các nguyên tố vi lượng, vitamin C. Chính vì vậy, ba kích có tác dụng của cây ba kích bổ thận, tráng dương cường gân cốt, khử phong thấp. Với những người tuổi già, ba kích có tác dụng tăng lực rõ rệt, với bệnh suy nhược cơ thể, mệt mỏi, ảng ngủ kém. Không chỉ vậy, ba kích còn có tác dụng giảm các triệu chứng đau khớp của các bệnh nhân đau khớp. Trong y học cổ truyền, ba kích có tính ấm, vị hơi cay được coi là cây thuốc nam quý. Trong điều trị yếu sinh lý, hiệu quả cách dùng ba kích ngâm rượu hỗ trợ điều trị các bệnh về sinh lý như chi tinh, mộng tinh, yếu tinh trùng ít và các vấn đề về cương dương. Ba kích có tác dụng ôn thận, mạnh gân cốt, trợ dương, trừ phong thấp, đau lưng mỏi gối, gân cốt yếu. Xem thêm tác dụng của rượu ba kích. Giá ba kích tím bao nhiêu tiền 1 kg? Giá ba kích tím mỗi nơi một khác nhau, không có giá chung cho ba kích tím. Và tất nhiên thì chất lượng ba kích tím cũng vậy, có nơi tốt có nơi không. Thông thường giá ba kích tím được mọi người ra bán 280-310k trên 1 kg. Mức giá sàn áp dụng cho các loại ba kích trồng. Với loại ba kích được rao bán là ba kích rừng thì giá sẽ cao hơn khoảng 500k 1 kg. Các bạn nên cẩn thận xem xét kỹ lưỡng với những loại ba kích rao bán 200k 1 kg. Bởi thu mua tận gốc ở vùng trồng ba kích cũng chưa chắc đã mua được giá đó. Bởi giá ba kích tím chất lượng nhất, loại một giá cao hơn khá nhiều. Chỉ có trực tiếp ngâm và dùng mới kiểm nghiệm được rõ điều này. Giá ba kích tím ảnh hưởng như thế nào đến giá rượu ba kích? Rượu ba kích nguyên liệu chính là củ ba kích tím và rượu. Vì vậy giá ba kích tím bao nhiêu tiền 1 kg, đắt hay rẻ tác động rất nhiều đến giá rượu ba kích. Chính vì vậy, các bạn nên chọn mua đúng chuẩn ba kích tím thơm ngon, mới mong có bình rượu ba kích đạt chất lượng tốt nhất. Giá ba kích tím tươi loại một cách bỏ lõi cao hơn ba kích trồng. Giá rượu ba kích bao nhiêu tiền 1 lít? Giá rượu ba kích cũng như giá ba kích tím, không có giá chúng cho từng vùng, miền. Hiện nay, có những nơi bán dao động 100-120k/lít, trường hợp bán theo can, với chai nhỏ nửa lít dao động từ 80-86k trên chai. Tuy nhiên, rượu ba kích khi mua sẵn không dám chắc về việc an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng rượu có chuẩn không? Ba kích có phải là ba kích tím loại một hay không? Cụ thể các bạn nên lưu ý một số điểm dưới đây khi mua rượu ba kích ngâm sẵn. Chất lượng rượu dùng để ngâm với ba kích không bảo đảm chất lượng, nguy cơ pha thêm phẩm màu và hóa chất độc hại. Cho rượu ngâm được đẹp tất nhiên không chắc chắn. Khâu chế biến ba kích được kỹ lưỡng, rút lõi ba kích ngâm cả củ ba kích cho nhiều. Không mất công rút lõi ba kích sạch sẽ khiến chất lượng rượu không đảm bảo. Trên đây là những thông tin chia sẻ về giá ba kích tím và giá rượu ba kích mà bạn có thể tham khảo để có thể mua ba kích loại tốt nhất và mua rượu ba kích được chuẩn nhất. Những thông tin sẽ không thể đúng chuẩn 100% vẫn gặp phải rượu kém chất lượng, nên cách tốt nhất bạn có thể tự mua củ ba kích tím về ngâm là giải pháp tốt nhất. Nên đọc, phân biệt ba kích tím và ba kích trắng dễ dàng khi mua rượu ba kích. Bạn cần chú ý, nên chọn mua rượu ba kích có nhãn mác. Thông tin địa chỉ sản xuất rõ ràng, có dấu chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và có tem chống hàng giả của Bộ Công an. Nếu biết rõ xuất xứ của rượu, nên chọn mua loại củ ba kích đã tách lõi ở trong bình, tránh nguy cơ mua phải rượu ngâm ba kích chưa bỏ lõi. Không nên mua rượu không có nhãn mác hay nhãn mác không uy tín, không rõ nguồn gốc xuất xứ, những loại rượu trôi nổi trên thị trường về dùng.
Nếu các bạn muốn tìm mua ba kích tím ngon, đúng chuẩn, để có thể ngâm được bình rượu chất lượng nhất, các bạn có thể liên hệ qua số tổng đài hotline 18.6521, hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Hoặc các bạn có thể tìm mua củ ba kích tím trực tuyến qua thuốc nam online để được giải đáp và tư vấn tận tình. Có rất nhiều sản phẩm uy tín giúp tăng cường sinh lý, bồi bổ sức khỏe mà bạn có thể chọn lựa Les Block S.